Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Ăn tỏi như thế nào là tốt nhất cho sức khỏe của bạn? Tỏi không chỉ là loại gia vị hấp dẫn mà còn là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Song ăn tỏi sai cách lại dẫn tới những mối nguy hại khó lường. Hãy cùng Khỏe Đẹp Online tìm hiểu ăn tỏi như thế nào là tốt nhất với 12 lưu ý sau đây nhé. Tỏi là một loại gia vị quen thuộc trong bếp của mỗi nhà. Không chỉ làm hương vị món ăn ngon hơn, tỏi còn có nhiều công dụng trị bệnh vô cùng ấn tượng như sau: chống lại các bệnh về tim mạch, làm giảm đường huyết, giảm nguy cơ ung thư, tác dụng kháng sinh, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống nhiễm độc, chất phóng xạ. Nguyên nhân là tỏi có khả năng đẩy mạnh việc thải trừ và giảm lượng tích tụ của những chất đồng vị phóng xạ trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ giải độc nicotine mãn tính, hàm lượng vitamin A, B, C, D và chất khoáng iốt canxi trong tỏi cũng rất cao. Chất diệt khuẩn allicin vô cùng mạnh mẽ đã biến tỏi trở thành vị thuốc kháng sinh tự nhiên đáng quý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc tiêu hóa tỏi sẽ gây phản tác dụng. Vậy ăn tỏi như thế nào là tốt nhất? Hãy cùng Khỏe Đẹp Online điểm qua những lưu ý dưới đây nhé. 1. Ăn tỏi như thế nào là tốt nhất? Hãy dùng tỏi tươi. Hydrogen sulfate là một loại khí có khả năng bảo vệ tim của chúng ta nếu hấp thụ một lượng nhỏ. Khí này có nhiều ở trứng thối và ở cả tỏi tươi được giã nát. Tuy nhiên, khí ga này chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tỏi trải qua công đoạn chế biến hay để lâu ngày bị khô thì lượng hydrogen sulfate hữu ích sẽ bị biến mất. Tỏi đã nấu chín hay tỏi khô vẫn chứa các chất chống oxy hóa để bảo vệ chúng ta khỏi tác động tiêu cực của gốc tự do. Song tỏi tươi vẫn hữu hiệu hơn rất nhiều. Bạn có thể bóc vỏ, thái nhỏ rồi bỏ tỏi ra ngoài trong vòng khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó hãy trộn với mật ong, táo xay, sữa chua hay món nào đó tùy thích để thưởng thức. Nếu mùi tỏi khiến bạn ái ngại thì hãy ăn ngay một chút rau thơm để khử mùi nhé. 2. Sử dụng tỏi từ 10 đến 15 phút sau khi băm nhuyễn. Như đã nhắc ở trên, tỏi nên được để ngoài không khí từ 10 đến 15 phút rồi mới sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tranh thủ băm tỏi trong quá trình nấu nướng, sau khi băm thì tiến hành nấu ngay lập tức. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đây là phương pháp hoàn toàn sai lầm. Allicin trong tỏi chỉ phát huy được những công dụng tuyệt vời của mình sau khi để ngoài không khí trong khoảng thời gian nhất định. Lúc này, enzyme ở trong không khí có thể tăng cường các khoáng chất có ích trong tỏi. 3. Ăn với lượng vừa đủ. Bạn cần chú ý khí hydrogen sulfate với hàm lượng nhiều sẽ trở thành chất độc. Chính vì vậy, ăn quá nhiều tỏi tươi cũng không tốt cho cơ thể của chúng ta. Các chuyên gia khuyến cáo một tép tỏi tươi mỗi ngày là vừa đủ. Là một gia vị cay, khi ăn quá nhiều, tỏi sẽ làm môi trường dạ dày mất cân bằng, từ đó tình trạng ăn không ngon miệng, cơ thể mệt mỏi, cân nặng giảm sút xuất hiện, nghiêm trọng hơn là thận bị ảnh hưởng, khí huyết tổn thương và nam giới có nguy cơ vô sinh. Vì vậy, hãy ăn tỏi với lượng vừa đủ để đảm bảo sức khỏe. 4. Nấu tỏi ở nhiệt độ vừa đủ. Ít ai biết tỏi được phi ở nhiệt độ quá cao sẽ khiến công dụng của gia vị này biến mất. Allicin, chất tốt nhất trong tỏi, sẽ bị vô hiệu hóa và sức đề kháng của cơ thể sẽ không được cải thiện. Chính vì vậy, tỏi nên được nấu với lửa nhỏ, đảo nhanh trong khoảng 15 phút thì sẽ giữ được những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. 5. Ngâm tỏi già. Tỏi ngâm giấm có nhiều tác dụng tích cực tới cơ thể, từ việc giảm lượng cholesterol trong máu để ngăn ngừa hiện tượng xơ cứng động mạch cho đến việc xóa bỏ tình trạng tắc nghẽn mạch máu bằng cách hòa tan protein, vì axit trong giấm sẽ kích thích thành phần dược lý có trong tỏi. Khi ngâm tỏi, nếu bị chuyển màu xanh thì tỏi bạn dùng để ngâm còn non. Lúc này, ăn tỏi ngâm chuyển xanh không bị độc, nhưng những công dụng chữa trị tuyệt vời đã bị giảm đi rất nhiều so với tỏi già. 6. Bỏ ngay tỏi để lâu ngày hoặc lên mầm. Tỏi để lâu ngày có thể bị mốc hoặc lên mầm. Nếu tiếp tục sử dụng, chúng sẽ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến ngộ độc, đặc biệt là với những người có sức đề kháng kém. Lúc này dạ dày của bạn sẽ nôn nao, khó chịu. Trường hợp ngộ độc nặng mà không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
7. Không ăn tỏi khi đói. Allicin, chất kháng sinh tự nhiên có nhiều trong tỏi có khả năng gây nóng dạ dày, khiến người ăn bị nóng trong bụng khi ăn tỏi lúc đói. Lâu ngày, hiện tượng loét dạ dày có nguy cơ xuất hiện cao. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ ăn tỏi khi đói. Ngoài ra, bạn cần kết hợp tỏi với các thực phẩm khác để tránh tác dụng phụ tiềm ẩn của tỏi. 8. Chú ý các thực phẩm kỵ tỏi. Có một số thực phẩm khi kết hợp với tỏi sẽ làm mất tác dụng, thậm chí là tác hại với người dùng. Vì vậy, Khỏe Đẹp Online sẽ liệt kê những thực phẩm trên để cảnh báo tới bạn khi nấu ăn, giữ an toàn sức khỏe cho gia đình. Thịt gà. Nếu nấu tỏi chung với thịt gà, món ăn sẽ dẫn đến kiết lỵ. Cá chấm. Đừng dùng cá chấm chung với tỏi, món ăn này sẽ gây chướng bụng, khó tiêu. Thịt chó. Tương tự như cá chấm, dùng món ăn có thịt chó và tỏi sẽ bị khó tiêu. Trứng. Tỏi và trứng là hai thực phẩm không nên kết hợp với nhau. Dù có trường hợp ăn vào cũng không sao, nhưng bạn nên chú ý hạn chế để tránh gây độc. 9. Ăn tỏi khi bị dị ứng hoặc khó tiêu. Những người xuất hiện các triệu chứng dị ứng với tỏi hoặc cảm thấy khó tiêu thì nên tránh ăn loại thực phẩm này. Đó là khi bạn bị chướng bụng, đầy hơi, ợ nóng. Đối với một số trường hợp dị ứng nặng, ăn tỏi cũng sẽ đe dọa đến tính mạng. 10. Ngừng ăn tỏi khi bị tiêu chảy. Đây là loại thực phẩm kỵ với bệnh nhân tiêu chảy, khả năng kích thích mạnh thành ruột của tỏi không tốt chút nào với trường hợp người bị viêm ruột do vi khuẩn xâm nhập. Nếu tiếp tục ăn tỏi, niêm mạc ở thành ruột sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn, có thể dẫn tới xuất huyết, nghẹn mạch máu hay phù nề. Tình trạng bệnh sẽ trở nên nặng hơn, thậm chí là xuất hiện những triệu chứng tệ hại. 11. Ăn tỏi không tốt cho việc điều trị bệnh về mắt. Tỏi là thực phẩm có vị cay, không tốt cho mắt nếu ăn trong thời gian dài. Các món ăn từ tỏi và đặc biệt là tỏi sống thì không nên nằm trong thực đơn của những người đang điều trị bệnh mắt. Tương tự, người có bệnh mắt cũng nên kiêng các thực phẩm cay khác. 12. Người có bệnh về gan, thận không nên ăn tỏi. Tỏi có công dụng kháng khuẩn tuyệt vời nhưng lại vô hiệu với virus viêm gan, thận. Ngược lại, vị cay và tính nóng trong tỏi có khả năng kích thích rất mạnh, có hại cho dạ dày lẫn đường ruột. Người có bệnh gan, nhất là những ai nóng gan, cần phải tránh xa tỏi để khỏi bị tổn thương. Người bệnh gan sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn khi ăn tỏi vì thực phẩm này ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của cơ thể. Việc ăn tỏi còn làm giảm hemoglobin, gây thiếu máu không tốt cho những ai đang trị bệnh về gan, thận. Vậy là Khỏe Đẹp Online đã cho bạn danh sách giải đáp các câu hỏi ăn tỏi như thế nào là tốt nhất. Đừng chủ quan mà hãy ghi nhớ cẩn thận để tránh trường hợp kiêng kỵ đáng ghét. Vừa phát huy được công dụng của các loại thực phẩm tuyệt vời này, hãy chia sẻ bài viết cho người thân và bạn bè cùng cập nhật những kiến thức hữu ích này bạn nhé. Chúc các bạn khỏe mạnh với tỏi. Nguy cơ tiêu chảy mù lòa vì dùng hành tỏi sai cách. Hãy sử dụng gia vị hành tỏi đúng cách để nhận được đủ lợi ích của chúng. Không thì bạn có thể sẽ gặp nhiều vấn đề không mong muốn về sức khỏe. Ăn hành tỏi sai cách gây hại sức khỏe. Hành tỏi có nhiều công dụng, tuy nhiên nếu dùng không đúng cách, đúng cơ địa, hành tỏi cũng có thể gây ra phản tác dụng. Dưới đây là những sự kết hợp sai lầm bạn cần tránh để không làm hại sức khỏe. Khó hấp thụ canxi nếu kết hợp hành và đậu phụ. Kết hợp dẫn tới hình thành oxalat canxi, gây khó khăn trong việc hấp thụ canxi, khiến cơ thể thiếu canxi. Không nên kết hợp hành và táo tàu. Nếu kết hợp chúng với nhau sẽ gây tăng hỏa nhiệt trong cơ thể. Không phải ai cũng ăn được hành. Theo đông y, hành có tính ấm nên tránh dùng cho người có dương thịt, hỏa bốc. Ăn quá nhiều sẽ gây phản tác dụng như có thể làm mắt mờ, tóc chóng bạc, thậm chí cản trở ra mồ hôi. Tùy tình trạng sức khỏe, bạn nên cân nhắc đến việc có nên ăn hành hay không. Sai lầm vì vội phi tỏi và hành tây vào chảo. Sau khi băm nhỏ tỏi và hành tây, bạn không nên phi thẳng chúng vào chảo nóng. Hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nước mắt nữa. Lý do vì các hợp chất thực vật và chống ung thư được giải phóng khi thành tế bào của tỏi hoặc hành tây bị phá vỡ. Đợi thêm một vài phút, các hợp chất sẽ có nhiều thời gian hơn để thoát ra. Nhưng nếu bạn cho chúng tiếp xúc với nhiệt độ cao ngay lập tức, các phản ứng giải phóng này sẽ dừng lại. Nguy cơ mù vì kết hợp hành và mật ong. Kết hợp như vậy có thể gây kích thích mắt, đau mắt, thậm chí có thể gây mù. Sai lầm vì kết hợp tỏi và thịt gà. Cả hai đều có tính nóng, ăn vào sẽ gây khó chịu và hại dạ dày. Sai lầm vì kết hợp tỏi và hà thủ ô. Nếu kết hợp tỏi và hà thủ ô sẽ gây tiêu chảy. Sai lầm vì bạn không đập nát tỏi.
Nếu bạn để nguyên cả tép tỏi, chúng sẽ cung cấp ít chất chống oxy hóa hơn. Như đã nói, băm nhỏ tỏi là cách để giải phóng các hợp chất bằng cách phá vỡ thành tế bào. Hơn thế nữa, điều này cũng khiến bạn nhận được nhiều hơn mùi thơm và hương vị cho món ăn của mình. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.